Will Group chuyên cung cấp dịch vụ thiết kế logo, bộ nhận diện thương hiệu để mang bản sắc văn hóa của quý doanh nghiệp đến đối tác và người tiêu dùng. Thiết kế và sản xuất POSM để giúp doanh nghiệp tiếp cận đến người tiêu dùng tại điểm bán. Thiết kế website, digital marketing để mang sản phẩm dịch vụ của quý công ty đến người tiêu dùng nhanh hơn. Chúng tôi tin rằng những giá trị được cung cấp từ Will Group sẽ góp phần không nhỏ tạo nên thành công cho doanh nghiệp. Truy cập ngay website willgroup.vn hoặc liên hệ hotline 090-123-0399 để được tư vấn giải pháp tốt nhất. Doanh nghiệp nào sở hữu nhiều thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới? Ngày nay rất khó để tìm ra một doanh nghiệp chỉ tập trung vào một dòng sản phẩm hoặc dịch vụ nào đó, đặc biệt là khi các hoạt động mua lại và sáp nhập diễn ra với tần suất cao trong những năm gần đây. Unilever, PepsiCo, Coca-Cola, Anheuser-Busch và Procter & Gamble là 5 trong 9 siêu doanh nghiệp nổi tiếng và thường được ví là những công ty sở hữu cả thế giới vì mức độ đa dạng hóa trong sản phẩm và dịch vụ của mình. Unilever. Unilever là một trong những nhà sản xuất hàng tiêu dùng lớn nhất thế giới, sở hữu một trong những danh mục đa dạng nhất hiện nay. Công ty này bán mọi thứ từ xà phòng tới dầu ô liu. Một số thương hiệu lớn mà Unilever sở hữu bao gồm Dove, Ace, Rexona, Levi's, Ben & Jerry, Vaseline, Knorr, Bertolli, Wild Ice Cream, Hellmann's, Pond's, Tresemme và Slimfast. Theo báo cáo thường niên, khoảng 400 sản phẩm của công ty này được phân phối trên hơn 190 quốc gia với 2,5 tỷ khách hàng trên thế giới. Trong năm 2018, Unilever có 12 thương hiệu có doanh thu đạt trên 1 tỷ euro, tương đương là 1,09 tỷ đô la Mỹ. Trong danh sách 50 thương hiệu ngành hàng tiêu dùng nhanh hàng đầu thế giới, công ty này sở hữu tới 13 thương hiệu. PepsiCo. Sản phẩm biểu tượng và được biết đến nhiều nhất của công ty này là nước ngọt có ga Pepsi. Sau này, PepsiCo cho ra mắt thêm các loại đồ uống khác như 7-Up, nước tăng lực Mountain Dew, Gatorade hay nước trái cây Tropicana, Next Juice, Chilean, Aquafina và một số sản phẩm đóng chai của Starbucks. Bên cạnh đồ uống, PepsiCo mở rộng danh mục sản phẩm sang ngành thực phẩm và hiện sở hữu một số thương hiệu đồ ăn vặt nổi tiếng nhất thế giới, trong đó phải kể đến như Doritos, Cheetos, Tostitos, Fritos, Lay's, Ruffles, Stacy's and Sabra. Coca-Cola. Sản phẩm biểu tượng của Coca-Cola là nước ngọt có ga Coca-Cola và Diet Coke. Để tăng sức cạnh tranh và thị phần trên thị trường đồ uống, công ty này bắt đầu sản xuất các loại uống khác như Sprite, Fanta, Dasani, Fresca, Tab, Powerade và Vitamin Water. Ngoài ra, Coca-Cola cũng trình làng các dòng sản phẩm đồ uống có lợi cho sức khỏe như Sempiorins, Mini Med, Odwalla, Foods, Honesty hay Zico. Anheuser-Busch InBev là một trong những nhà sản xuất bia lớn nhất thế giới khi sở hữu hơn 200 thương hiệu bia. Ba dòng sản phẩm nổi tiếng toàn cầu hiện nay của công ty này là Budweiser, Corona và Stella Artois. Một số thương hiệu bia khác được quốc tế biết đến như Beck, Leff hay Home Garden. Tại thị trường nội địa, Anheuser-Busch InBev gây ấn tượng với người tiêu dùng bằng các thương hiệu bia như Brahma, Jupiler, Skol, Labatt, St. Pauli Gold. Procter & Gamble. Procter & Gamble P&G hiện nay là công ty sản xuất hàng tiêu dùng lâu đời nhất và lớn nhất thế giới. P&G nổi tiếng với các sản phẩm lau dọn trong gia đình như Charmin, Bounce, Tide, Febreze, Cascade, Downy, Mr. Clean và Bounty. Công ty cũng bán một số sản phẩm làm đẹp và y tế được nhiều người biết đến như Pantene, Olay, CoverGirl, Old Spice, Oral-B. P&G cho biết có 25 thương hiệu tạo ra doanh thu hàng năm đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ và có 50 thương hiệu đóng góp tới hơn 90% doanh thu bán hàng và lợi nhuận của công ty này. Mondelez. Mondelez tiền thân là Kraft Group, là một trong những công ty sản xuất thực phẩm và đồ uống lớn nhất khu vực Bắc Mỹ. Công ty này sở hữu 9 thương hiệu đồ uống bao gồm Maxwell House, Mile, Crystal Light, Tassimo, Capri Sun, Cornet, Givalia và Country Time. Trong ngành thực phẩm, Mondelez gắn liền với các thương hiệu như Apple One, Atenos, Bridgestone, Cheese Whiz, Krausen, Craig Barrel, Jello, Lunchable, Miracle Whip, Oscar Mayer, Philadelphia, Planters, Polio và Velveeta. J.M. Smucker. Tồn tại được hơn 120 năm, J.M. Smucker nổi tiếng nhờ sản phẩm mưa trái cây. Hiện nay bên cạnh thực phẩm này, công ty còn sản xuất nhiều mặt hàng, trong đó có cà phê trở thành mảng kinh doanh lớn nhất. Theo hồ sơ lưu trữ trên Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ, các thương hiệu cà phê mà J.M. Smucker đang nắm giữ bao gồm Folgers, cà phê Bustelo, cà phê đóng gói của Dunkin Donuts, Medallia d'Oro, Millstone và Pilon.
Một số thương hiệu phổ biến khác của J.M. Smucker như là Gift, Pillsbury, Angel Brand, Crisco, Hungry Jack, Magnolia, Malfat White và Churros. Don. Mặc dù danh mục thương hiệu của Don Restaurants có thể không ấn tượng như những cái tên mà chúng tôi vừa đưa tin, công ty này lại sở hữu một số nhà hàng ăn tối lớn nhất tại Mỹ và Canada như Olive Garden, Longhorn Steakhouse, Bahama Breeze, Seasons 52, The Capitol Grill, Eddie V's và Yard House. Thông qua các chi nhánh, Don hiện sở hữu và vận hành hơn 2.100 cửa hàng phục vụ hơn 425 triệu bàn ăn mỗi năm. Comcast. Sau một số thương vụ mua lại và sáp nhập, Comcast hiện là một trong những công ty truyền thống lớn nhất thế giới. Công ty này được chia thành hai mảng kinh doanh chính là Comcast Cable và NBC Universal. Trong đó, mảng Cable cung cấp các giải pháp về TV, Internet và truyền thông cho cá nhân và doanh nghiệp. NBC Universal là mảng kinh doanh gây ấn tượng hơn vì có độ phủ đáng kể trong ngành truyền thông Mỹ. Với mảng này, NBC nắm giữ một số mạng như Bravo, Chiller, E!, MSNBC, NBC Sports, Oxygen, Sci-Fi và Weather Channel. Trong lĩnh vực giải trí phim ảnh, NBC đã sở hữu Universal Pictures và Focus Features. Ngoài ra, thì công ty này cũng là người xây dựng lên Universal Parks and Resorts và Universal Studios Hollywood. Thanh Long, người đồng hành, advertisingvietnam.com, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo hiệu quả, giá rẻ bất ngờ. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio a@gmail.com, số điện thoại 0964002593.